Thức tỉnh từ tàn tro. Tôi có một câu chuyện còn kinh dị hơn thứ hai. Đó là việc sáng mai bạn sẽ thức dậy trong một thế giới với toàn những điều mình không hề thích. Một công việc không đúng với sở thích, một cuộc sống với mọi thứ không theo ý bạn, rất nhiều cảm giác không thoải mái, và điển hình nhất là những thử thách ngập ngụa như núi mà đôi khi chúng ta không biết phải bơi ra khỏi vũng lầy ấy như thế nào. Tụ chung là những khó khăn mà sẽ không biến mất vào sáng hôm sau như cơn say lượt ngược của đêm cuối tuần. Chào mừng các bạn đến với thế giới thật, hoặc ít nhất đó là thế giới của tôi. Vào ngay những lúc bạn tưởng chừng như mọi thứ đang xảy ra theo ý mình, cuộc chơi lại được tăng độ khó thêm một vài cấp. Có một câu nói của phương Tây rằng, nếu như bạn không thấy cuộc sống khó khăn, chịu đựng và nặng nề, có lẽ bạn đang đi sai đường. Câu nói ráo quảnh mang tính động viên ấy là điều chúng ta đã phải nghe đến phát nhàm, nhưng thực sự nó có những điều đúng không thể phủ nhận được. Việc đi làm thuê, sống một cuộc đời được sắp đặt, có lẽ là điều dễ dàng nhất để thôi miên một người. Bạn sẽ không cần phải nghĩ gì cả, làm đúng phần sự được giao và cuối tháng nhận lương để trang trải cho những sở thích. Mỗi đêm đi ngủ thì đinh ninh rằng mình đang đi đúng hướng và sự nghiệp sẽ thăng tiến điều độ. Khi bong bóng ảo tưởng ấy sụp đổ, hãy cứ tưởng tượng những điều tệ hại mà bạn sẽ phải đối diện mà xem, sống trong một thế giới với quá nhiều thứ lạ lẫm mà một mình không thể chống chọi. Đằng sau mỗi thử thách là một con người mà bạn cực kỳ muốn trở thành. Đó là bản lĩnh được thử lửa trong gian khó, một con người có thể tư duy vượt qua những giới hạn để giải thoát được cho chính mình, một gã đến từ tương lai của bạn với những phẩm chất không phải từ trên trời rơi xuống. Gã ấy là bạn khi đã đi qua mọi khó khăn, gã chỉ chờ lúc bạn rùng mình khỏi cơn mê mỗi ngày để xuất hiện mà thôi. Trích từ Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng.